Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Harry Oracle Room. Mình là Madam T, chuyên coi về chuyện tình yêu, tình báo, tình dục, tình tất cả các tình trên channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một topic mới của chủ đề tình yêu. Và trước khi share với topic này thì mình xin nhắc lại một chút xíu thông điệp của tụi mình. Thì hiện tại bay của mình sẽ không nhận trải bài riêng cho bất kỳ ai. Tuy nhiên thì có một cái khía cạnh mới, đó là phần donate. Tại vì có một số bạn đã hỏi về cho kênh Harry của tụi mình, thì tụi mình có để cái thông tin của phần donate ở dưới, nên các bạn nào có nhu cầu thì có thể donate vào cái tài khoản đó ha, tài khoản của một bạn admin mà tụi mình đã nhờ. Và điều và cái donate này là việc tùy tâm, các bạn thích thì có thể donate, không thì thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng chỉ có một vấn đề quan trọng nhất mà các bạn cần phải làm giúp tụi mình, để tụi mình có thêm nhiều động lực ra nhiều clip cho các bạn, đó là like, share, comment và hãy bấm vào cái nút cái chuông bên phải màn hình, với chuông nho nhỏ xinh xinh, để mà subscribe kênh của tụi mình để nhận được thông điệp sớm nhất khi mà tụi mình up clip. Bên cạnh đó hãy share cho rộng rãi tất cả các mọi người xung quanh của các bạn, để mọi người cùng subscribe và nhận được những thông điệp này giống như các bạn luôn. Rồi, hôm nay cái chủ đề mới của tụi mình đó là cái gì, quên rồi ta. À, chủ đề của mình là bạn và Ross có tiến tới được với nhau hay không. Mr. Harry nói là cái người mà Mr. Harry thích á, thì không biết Ross là gì. Thì mình xin giải thích sơ cho các bạn Bạch Mã Hoàng Tử Cung Ma Kết của Mr. Harry biết ha. Nếu như bạn có xem clip này, Ross là cái người mà mình thích, mình để ý, mình đơn phương đó. Cho nên là các bạn Bạch Mã Hoàng Tử Cung Ma Kết ơi, nếu như bạn có xem được clip này thì và biết cái tình cảm của Mr. Harry, thì hãy phản hồi đáp lại Mr. Harry nha. Các bạn cộng đồng mạng ơi, các bạn nếu như mà có xem clip này thì cũng hãy like, share, comment cũng như là kêu gọi Bạch Mã Hoàng Tử Cung Ma Kết cho Mr. Harry nha mấy bạn. Rồi, thông điệp là bạn và người mà bạn thích có tiến tới được với nhau hay không, cũng có 3 tụ bài như thường lệ: tụ số 1, số 2 và số 3. Mr. Harry chọn tụ nào mình sẽ không nói đâu. Tuy nhiên chọn tụ nào cũng được, Mr. Harry và chàng trai Cung Ma Kết hãy cố gắng tới với nhau nhé. Lại hồn. Rồi, bây giờ bạn sẽ có 5 giây bình tâm lại và chọn cho mình một tụ bài. Tụ bài nào thu hút bạn nhất thì bạn hãy chọn tụ đó ha. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu, mình sẽ đi với tụ đầu tiên. Đối với tụ bài số 1 á, Rust của các bạn á đang cảm thấy các bạn là một người rất là mạnh mẽ, rất là dữ dằn, rất là dữ tợn. Nếu mình nhớ không lầm, Mr. Harry chọn tụ này á, thì cái người Rust đó nghĩ về bạn là cái người rất hung dữ, rất là dữ tợn, rất dữ dằn, là người rất là chủ động trong tất cả mọi việc, từ tình cảm tới công việc, tới tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống luôn. Một người có tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Bên cạnh đó, bạn lại là người có khá là nhiều cái kiến thức khác nhau nè, kiến thức từ nước ngoài mang về nè, hoặc là kiến thức từ nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống có thể mang tới cho cái người đó, cho người Rust của bạn. Và bạn làm giống như là một phần trong gia đình của người Rust của bạn vậy đó. Họ ở bên bạn, họ cảm thấy giống như là cái cảm giác tình thân, là một cái tình thân, tình thương đối với các bạn rất là nhiều. Cái khả năng mà tiến tới cái mối quan hệ của hai người ở đây á, thì rất tiếc là mình thấy là tại vì nó là cái tình thân, tình thương, cho nên mình không thấy cái tình cảm nam nữ ở đây nhiều. Ari đừng buồn, Hoàng tử Cung Ma Kết ơi, hãy suy nghĩ lại đi. Thông điệp ở đây dành cho các bạn ở tụ số 1 là cái mối quan hệ của hai bạn ở đây á, nó thiên về tình bạn nhiều hơn, và bạn hãy tập yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Mặc dù bạn là cái người rất quan tâm tới Rust của mình, rất là lo lắng, có thể hy sinh rất là nhiều thứ cho Rust của mình, tuy nhiên thì cái người mà bạn cần quan tâm và yêu thương nhiều nhất đó là chính bản thân bạn. Bạn hãy tập yêu thương bản thân mình trước khi mà yêu thương người khác. Mình hãy tập trân trọng bản thân mình trước khi trân trọng người khác. Và cái mối quan hệ của hai bạn á, nó tuy là nó không phát triển theo kiểu nam nữ, nhưng đây là mối quan hệ rất khó dứt. Nó sẽ theo kiểu êm đềm của tình thân, tình thương, gia đình, cho nên là cứ sẽ đồng hành bên nhau hoài. Và đây là một tình cảm rất trong sáng và rất đẹp.
những tình bạn trong sáng và rất đẹp. Và bạn yên tâm đi, trong thời gian mình thấy là cũng sớm thôi, thì cái hai bạn sẽ nhận được cái thông tin tin tức gì đó của cái người Rush này, và hai bạn sẽ có cơ hội gặp nhau. À, tuy nhiên thì việc tiến tới trở thành người yêu của nhau thì xin lỗi là mình chưa thấy nó có thể tiến tới được trong thời điểm này nha mấy bạn. Không cần phải lấy bài đó như Mr. Harry, tại vì không là không đó. Nó là thông điệp không được vui lắm các bạn ở tụ số 1, và mình sẽ tới các bạn ở tụ số 2 nha. Thôi tìm người khác. Một lần nữa, hoàng tử cung ma kết ơi. Cộng đồng mạng ơi, hãy dậy sống đi, hãy về Ari đi. À, rồi tụ số 2. Wow. À, các bạn ở tụ số 2 á, có thể là cái mối quan hệ của bạn với Rust chưa có thật sự là đậm đà cho lắm, hoặc là hai bạn chỉ là đang cái bước gọi là mới tìm hiểu hoặc là biết nhau sơ sơ thôi, mà bạn đã Rust đem lòng Rust người ta, hoặc là người ta chưa có biết rõ về cái tình cảm của bạn. Nói chung là người ta chưa biết người ta bạn rớt người ta đó, hoặc là người ta cũng chưa có quan tâm để ý nhiều lắm tới cái mối quan hệ này, tại vì nó cũng chỉ mới chớm nở thôi. Cho nên là mình thấy là họ nghĩ về bạn, hỏi là họ nghĩ gì về bạn thì họ chưa nghĩ gì về bạn cả. Họ cũng xem bạn là một trong những mối quan hệ mới phát sinh, mới mới có trong cuộc sống của họ, và họ cũng cần có thời gian để nếu như muốn phát triển xa hơn hoặc là muốn tiến tới cái gì đó, hoặc là một mối quan hệ mới mà, cho nên là cần phải có thời gian để bồi bổ cho nó, để nuôi dưỡng nó và để cho nó được phát triển tốt hơn. Nói chung là được cần cung cấp thời gian thêm cho nhau này, hoặc là đơn giản là nếu như làm bạn thì cũng phải có thời gian để tìm hiểu nhau trước rồi mới thể tính tới cái việc xa hơn. Tuy nhiên cái mối quan hệ này nè, nếu như khi hai bạn ở bên nhau, hai bạn có nhiều thời gian dành cho nhau để tìm hiểu nhau, thì mình thấy hai bạn sẽ là người giống như là hai thỏi nam châm vậy đó, hai bạn sẽ bị hút về phía nhau, tại vì bạn và đối phương luôn, hai người sẽ cảm thấy là trời, trong cái lực hút nào đó mà cảm thấy rất là hấp dẫn, và cái không gian, cái không khí khi mà hai bạn ở bên cạnh nhau á, rất là ngọt ngào, rất là ấm cúng, rất là dễ thương, và đảm bảo luôn khi mà hai bạn ở bên cạnh nhau, cả bạn và người đó đều có cảm giác gì đó rất là thích trong lòng, và chỉ cần bạn còn tin, bạn có niềm tin vào mối quan hệ này sẽ có thành công, thì hoặc là nếu như đi xa với mối quan hệ này, và mình cảm thấy như nếu bạn nào rớt cái người ở tụ hai á, bạn cần phải có thời gian khá lâu, khá nhiều để mà có thể mưa dầm thấm lâu từ từ để tiến tới mối quan hệ này vậy. Cho nên cái khả năng để mà tiến tới tình yêu trong mối quan hệ của các bạn ở tụ hai là hoàn toàn khó có nha mấy bạn, chứ không phải khó, và giọng mình hơi bị bệnh, là có, là yes, nếu như bạn còn có niềm tin thì bạn sẽ có cơ hội thôi ha, có cơ hội, mặc dù là không hoàn toàn 100%, nhưng mà mình vẫn thấy là sẽ có cơ hội để tiến tới, và mối quan hệ này nó sẽ không tiến tới nhanh được, mà nó sẽ đi từng bước một rất chậm, rất chậm, rất chậm, và bạn phải cần rất nhiều thời gian để đầu tư cho mối quan hệ này nếu như bạn thích người đó thật sự. À, và khi mà hai bạn ở bên cạnh nhau thì yên tâm là bạn như là một cái cô gái thưởng thức bó hoa này đó, người ta sẽ cảm thấy là rất là dễ thương, và người ta cũng muốn ngắt bạn như ngắt nụ hoa vậy đó. Nhóm tóm À, đó là thông điệp của các bạn ở tụ cộng số đồng mạng 2. ơi, cộng đồng mạng hãy dậy sống lên, hãy gì Mr. Harry nào. Thông điệp dành cho các bạn ở tụ số 3. Hết tụ số 2 rồi nhưng mà Mr. Harry vẫn kêu gọi cộng đồng mạng cho chàng trai cung ma kết. Thế cũng có cái lì như trâu như bò, chịu không nổi. Và đây là thông điệp dành các bạn ở tụ số 3. Nếu mà hỏi là Rust nghĩ gì về các bạn thì Rust của các bạn chẳng nghĩ gì. Có thể là người ta cũng biết là bạn Rust người ta đó, hoặc là cơ bản là người ta cũng chẳng quan tâm là bạn có rớt hay không, tại vì họ không có quan tâm tới bạn nhiều. Hơi buồn một tí, tụ số 3 hơi buồn là họ không dành thời gian cho bạn, sự tập trung của họ dành cho người khác, dành cho việc khác,
chứ không không dành cho bạn, không nằm ở phía các bạn. Và mình thấy là nếu như bạn nào đang có rush mà chọn tụ số 3 thì thôi các bạn đừng rush nữa. Mất thời gian quá, tại vì họ sẽ không để ý tới các bạn đâu. Và cái người mà các bạn đang rush á, mình cảm thấy không phải thật sự đây là cái người dành các bạn đâu, và họ sẽ có rất nhiều mặt không tốt mà bạn chưa phát hiện ra, chỉ là bạn rớt người ta thôi. Cho nên là hãy tìm tình yêu mới đi. New love ở đây không phải là bạn với họ có new love, mà bạn đi tìm new love mới đó. Cho nên là cái việc mà tiến tới một mối quan hệ với cái người rớt ở tụ số 3 là hoàn toàn không thể nha, là say no 100% luôn đó. Bạn nên tìm người khác xứng đáng và tốt hơn với bạn. Bạn nên, và có thể mình thấy là ở đây là bạn rush người ta chỉ là cái phần gọi là một phần nào đó bạn cảm thấy là tự nhiên mình mến, mình thích vậy thôi. Chứ khi mà bạn bình tâm lại, bạn suy nghĩ là tại sao mình thích người ta vậy, vì những lý do nào, thì đôi khi bạn sẽ cảm thấy là mình hết thích người ta luôn. Tại vì bạn bị say nắng thôi, say nắng nhẹ thôi, mà say nắng thì nó rất là nhanh. Cho nên là say nắng xong rồi sẽ qua thôi, mới phải im lặng đi. Mà say nắng xong nó sẽ qua thôi. Cho nên là các bạn không còn quan tâm lắm tới cái người rush ở tụ số 3. Rồi, nên là không đẹp dành cho các bạn ở tụ số 3. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, Mr. T.U. cùng chàng trai cùng ma kết của Mr. Harry. Nếu như có coi được thông điệp của clip này thì hãy tìm Mr. Harry đi nhé. Mr. Harry đang quằn quại như một con điên ở đây nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái clip tàm xà này của tụi mình. Và mình sẽ quay trở lại với các bạn trong clip khác nhé. Bye bye.